Trời ơi, buôn bán làm ăn mà ế quá vậy. Ôi. Ây da. 2 giờ chồng. Ây da. Ủa, rồi cái chuyện của anh sao rồi? Cũng bình thường thôi, bán được có 20 hộp. 20 hộp? Ôi chù cha, anh còn đòi hỏi gì nữa anh Phong? Cái vấn đề á là bà Linda bà mua ủng hộ 10 hộp, xong rồi ông Lâm mua ủng hộ 10 hộp. Tôi không bán ra ngoài được. Cha Phùng đáng ghét. Ê, tôi nhớ rồi. Hôm bữa là tôi có để 10 triệu trong cái hộp. Hèn gì tôi mới tôi mất mà tôi không có biết là mất ở đâu. Bị tôi bỏ cái hộp á. Rồi giờ cái hộp đâu trơn rồi? À, mấy cái hộp đó hôm bữa tôi đem bán cho ông khách rồi. Ông bán rồi hả? 10 triệu lận đó ba. Trời ơi. Thì đó thì cứ bực mình cái vụ kia mà cứ quên luôn 10 triệu luôn hà. Trời đất ơi, 10 triệu của tôi. Thôi được rồi. Tôi thấy anh đang túng quẫn quá. Tôi sẽ cho anh thiếu. Một tháng sau trả lại cho tôi đi. Ê, thì tôi có cách này nè. Cách gì? Tôi còn 30 hộp ở nhà. Không mấy tôi đem qua nha. Cái đó giá gốc 30 triệu lận. Có gì đem qua gắn nợ giùm tôi nha. Đem qua rồi xong lấy mấy cái hộp này xay ra thành cà phê bán cho khách hay chi vậy? Tôi đã nói với anh rồi, một tháng nữa nha. Tôi nói thiệt á, là tôi không có hợp với buôn bán. Tôi chỉ hợp với nghệ thuật thôi. À, không ấy cứ để đây 30 hộp đi nha. Rồi từ từ tôi có tiền tôi trả sau. Vậy đi nha. Chi vậy? Anh Phong. Phong. Ông Phong. Phong. Trời đất ơi, đã nói là không có lấy mà còn đưa chi vậy trời. Ủa Trà, vụ gì vậy? Xong. Xong hết rồi. Vậy hả? Vậy là Trà giải quyết xong vụ tiền của chú Phong rồi hả? Ở đâu ra? Quán bây giờ cục vốn lỗ rồi. Nghỉ bán luôn đi. Ủa là sao? Rồi chú Ba làm sao? Chú Ba không làm được gì hết hả? Chú Ba không biết là hả Trà phải cực lực cứu vớt cái quán hả? Cái vấn đề ở đây là không phải mình cần phải giải quyết hay làm rõ một cái chuyện gì hết, hiểu chưa? Trà có thể cực lực Trà giải quyết được vấn đề một mình Trà, nhưng mà cũng đừng có trách chú Ba làm gì. Chú Ba không có tội gì ở đây hết. Chỉ có khách hàng người ta trách mình là tại sao mình giao hàng trễ, cho nên lúc nào tới nước đá cũng tan hết. Quỳnh cũng thấy rồi đó, chú Ba và Bơ đi giao hàng quần quật vậy đó mà có kịp đâu. Ủa vậy sao mình không kiếm người giao hàng đi? Tiền, tiền ở đâu ra? Vậy thôi để em á, em mua hết mấy cái này để giải quyết nợ của ông Phong cho rồi. Quỳnh mới nói gì? Thì nói để em lấy tiền em mua hết cho. Chàng sao vậy? Wow. Chà bị bất ngờ á Quỳnh, hiểu không? Tại vì lần đầu tiên mà chà thấy Quỳnh làm điều tốt á, cho nên là chà rất là bất ngờ. Nhưng mà chà thắc mắc là tiền ở đâu mà Quỳnh giúp như vậy được. Trời, đâu có gì đâu, tiền dưỡng già của em thôi à. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.